Hồi nãy thấy mình la lối em, nó có nói gì không? Nó còn nói nhà nó êm ấm, không bao giờ có tiếng la chửi. Em thấy rồi, nó khôn ra nhưng vẫn ngu. Mình phải nghĩ cách để cho nó nắm đầu con nhỏ kia. Để cho thằng khờ nó nắm giữ tiền thì mình mới có cách nắm giữ phần tài sản của cha chứ. Để nó khôn ra mà rốt cuộc vợ nó nắm hết cũng như không à. Chàng, chàng mới về dạ. Hả? Chàng ngồi nghỉ chút đi, để em nấu nước cho chàng tắm nha. Nè. Dạ. Nè ngồi đi. Tao nói thiệt, tới bây giờ tao mới thấy mình là mình may mắn. Sao chàng nói vậy? Tao thấy vợ chồng người ta lúc nào cũng gây gỗ với nhau, không chuyện này cũng chuyện khác. Nhưng riêng vợ chồng mình thì lúc nào cũng hòa thuận, yêu thương nhau. Phải, giờ em cũng mãn nguyện lắm, không mong muốn gì hơn nữa. Cầu cho vợ chồng mình được khỏe mạnh, còn tí thì mau ăn chóng lớn, học hành tấn tới. Vợ chồng mình buôn bán túc tắc, ruộng vườn sớm hôm rồi già đi. Khi chết, vợ chồng mình làm hai cái tỉnh ngoài vườn, nằm kế nhau cho vui. À, vậy thì để Thư Thư á, ta đào sẵn hai cái quỷ. À, chàng qua anh hai uống rượu vui không? Rồi anh hai nói với chàng cái gì? À, cũng không có gì. Anh hai nói là để bữa nào á, anh hai chỉ ta cách tề gia. Anh nói bây giờ ta đã khôn ra rồi mà vẫn chưa biết cách làm chồng. Thì chàng làm chồng em bao lâu nay, chàng là một người chồng tốt rồi. Hai vợ chồng mình đều thuận thảo, đâu có gì đâu mà chàng phải học hỏi người ta. Thôi, chàng bớt qua bển đi thì hay hơn đó. Thì ta cũng có nói vậy. Ta thấy anh hai la chị hai dữ lắm, ta không thích. Chắc ta không qua nữa đâu. Mình lo chuyện nhà mình được rồi nha chàng. Thôi, để em vô nấu nước chàng tắm nha.